Ngày 12 tháng 8, tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, lực lượng chức năng phát hiện hai người đàn ông chạy xe máy đi từ bản Co Tang ra quốc lộ 6 có biểu hiện bất thường nên ra tín hiệu dừng kiểm tra, thì bất ngờ người ngồi sau cầm túi ni lông đựng quả su su nhảy xuống xe bỏ chạy, còn người lái xe tăng ga định bỏ trốn. Ngay lập tức, tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi, khống chế được đối tượng cầm túi su su. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi có một quả bị khoét rỗng, bên trong là một gói ni lông chứa 161 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 17,34 gram. Đối tượng khai nhận tên Tráng A Sua, 20 tuổi, trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ và giấu số ma túy trên trong quả su su để đi bán cho một người không rõ danh tính.